hoa cát tượng cánh đơn giống mới, không có hạt phấn, nên phù hợp với điều kiện trồng trong nhà lưới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các địa phương, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Mô hình được thực hiện tại hai nông hộ ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, với quy mô một sào một hộ. Sau từ 100 đến 105 ngày chăm sóc, cây hoa các tượng cánh đơn sinh trưởng và phát triển đảm bảo, tỷ lệ sống đạt 95%. Chiều cao cây đạt từ 70 đến 80 cm, mỗi cây có từ 20 tới 30 nụ hoa hoa nở đẹp, chất lượng tốt, màu sắc đẹp, cánh hoa bền, cành và lá dày chắc chắn. Năng suất mỗi vụ đạt 5.700 kg trên 1.000 m2. Với giá bán bình quân dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng một ký, lợi nhuận trồng hoa cát tường đạt từ 35 triệu đến hơn 70 triệu đồng trên 1.000 m2 một tháng, cao hơn 2 lần so với canh tác rau trong nhà lưới. Thành công của mô hình chính là cơ sở để nông dân địa phương đến tham quan, học tập nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đa dạng hóa cơ cấu sản xuất ở địa phương